The reason why I'm singing today is because I have a great publicist called David McCurdy from Hong Kong. So this song is for him. It's Điều mà tôi hát hôm nay tại vì tôi có một người quảng cáo với tôi rất nhiều. Anh ấy là người đằng kia, nhà thơ David McCurdy. Và tôi tặng bài hát này cho anh ấy. This is from Gershwin. Vâng, xin cảm ơn giọng hát rất tuyệt vời của nhà thơ Cyril Wong. Và tôi đã mời anh trở lại với khán giả Việt Nam trong ngày thơ Việt Nam biểu diễn tại sân khấu chính. Tiếp theo, xin mời nhà thơ Nhật Bản Yuka Tsugoshi và nhà thơ bằng Việt Nam lên cùng đọc hai tác phẩm của nhau.